Hello, xin chào cả nhà của mình cùng các bạn. Hôm nay YouTube Minh Nguyễn hoặc Gianni lên coi một cái công ty thứ ba, coi cái nhà di động ở tại cái công ty này nó xa với nhà mình dễ sợ. Sáng nay vừa nấu ăn xong cái lò đi quay cái bơm ba nghìn và cái xe bằng cái xe nha. Đây mình lên coi, nếu mà họ cái này họ xài rồi mà nó cũng rẻ, chứ mình mấy bữa mình đi coi á, mình đi quay cái bơm ba nghìn, cái ngôi nhà di động mới mấy bữa á, thì bằng chiếc xe á, thì nó mắc quá, nó 64 triệu, à 64.000 euro, mà 800 nữa, 64.800. Nhưng mà những cái này người ta đã xài rồi, nhìn này, nhìn những cái xe như vậy à, đó người ta đã xài rồi nhưng mà vẫn còn mới nữa chưa. Nhưng mà mình nghĩ là nhà mình sẽ mua cái mà cái gắn sau xe, gắn sau chiếc xe mà xe của nhà mình xe hơi á, thì đây mình mua cái bên mình cái nhà di động như vậy nè cả nhà cùng các bạn. Nó thì có cái này mình muốn gắn vô cái xe hơi của mình được nè. Là đây nguyên một cái nhà ở phía trong đó, là có đầy đủ trong đó như là bếp nè, rồi nói chung là như mấy bữa mình đã quay mình chia sẻ cho cả nhà cùng các bạn rồi đó. Nhưng mà hôm nay là đi đến cái công ty thứ ba này á, để coi thử cái giá nó có rẻ không, tại vì đang lưỡng lự, một là thuê, hai là mua. Mà mua mới thì không mua, tại vì mình nghĩ là họ đã xài rồi thì mình mua nó rẻ hơn, cái mua mới thì nó mắc quá. Mắc rồi mình nghĩ là mình thuê cũng được, mình thuê một ngày 700, nhưng mà 170 euro. Thì khi mà mình thuê á, thì mình đi du lịch á, mỗi lúc đi du lịch đi cả tuần tới 10 ngày lận, cho nên mình tốn từ ngàn mấy thôi. Bây giờ mình lấy những cái ngàn mấy đó thì mình mua một chiếc xe như vậy, ví dụ như họ xài rồi nó rẻ nữa cả nhà cùng các bạn. Chúc cả nhà cùng các bạn của mình coi cái video của mình á là cảm thấy cho nó thú vị, có thú vị hay là như thế nào đó thì các bạn vui để coi cho quay cho biết cái nhà mình nói lên cũng ai hình dung ra nữa, là cái xe nó như thế nào, ủa cái nhà di động nó như thế nào ấy, nên là mình sẽ quay như vậy. Đây nó có những cái đó hàng loạt luôn đó, các bạn thấy hàng loạt luôn đó. Đây là công ty thứ ba này, nó có được nhiều. Đây một cái ngôi này nó cũng là cái nhà nhỏ này, đây mình quay vô trong nó coi. Đó, nó cũng có bàn, có ghế nữa. Ở trong đó, giường ngủ rồi, đầy đủ trong. Mà để coi nó bán theo cái giá có mềm không. Với lại mình nhà mình đi lên đây mua là mua cái như vậy nè. Ví dụ như nó phải có như vậy nè, mình gắn sau xe của mình. Vì mình nhà mình đã mua một cái bửng mà để gắn ngay cái xe, để mà mua cái xe này để gắn ngay cái bửng về sau xe đó. Mà nhà mình đã mua cái cục đó hết 1.500.000 rồi, gắn sau cái xe đó rồi. Nhưng mà giờ mình nghĩ là nếu mà mua nguyên cái xe mà nó có sẵn rồi thì nó cũng phí. Nhưng mà để coi thử sao. Mình lên công ty hôm nay là công ty thứ ba đó các bạn. Mình lên đây mình coi nếu mà những cái wagon nào mà nó rẻ hơn là mình mua. Này. Không là phải là cái wagon mà cái có nghĩa là ngôi nhà di động. Đó, lên đây là người ta toàn là bán những cái xe mà đã xài qua rồi. Chứ vừa rồi mà mình đi lên cái công ty thứ hai á, là người ta bán nguyên chiếc xe đó là xe mới á. Trời ơi, coi xe mới đó xong là chán xe cũ ngay lập tức. Nếu mà mình nghĩ là xe cũ thì cái đời cũ này thì mình xài cũng ok. Tại vì đây, ví dụ nguyên chiếc xe như vậy phải không? Cái mà là mình sẽ quay lên như vậy cho các bạn cùng xem, thấy không? Nhưng đó, chiếc xe như vậy á là nó sẽ có một cái bửng phía sau như vậy nè. Đó. Đó. Bửng phía sau như đó. Cái là mình sẽ mua cái bửng này. Mà nếu mà mình quay á nó là như vậy đây, nếu mà mình lên á. Mình lên mình mua lại cái này, nó sẽ có một cái cửa gì nè. Đó, y như cái nhà đó các bạn cũng nha. Đó, y như cái nhà ha. À, mình nghĩ là cái này nó cũng giống cái nhà đúng không? Nên là các bạn xem cái ngôi nhà này mà nó tiện lợi thì mình sẽ mua đó. Rẻ, không có mắc. Cái kia thì mắc quá. Cái kia tới 64.800. Mình nghĩ sao vậy? Nên là
Một là thuê, thuê thì 10 ngày thì 1.700, mà bây giờ mình mua cái cũ người ta đã xài qua rồi thì mình sẽ mua mua như vậy. Này này, cái này coi đi, coi đi, đứng xa xa quay quay trên cái dĩa ha, đứng gần quá đó, thấy không các bạn? Đó nguyên chiếc xe như đứa đó, nó là một cái đó, có cái bẩn đó mình gắn sau cái xe xe hơi của mình, cái mình đi đi du lịch khắp nơi, cái mình không cần cái ví dụ mình đi du lịch khắp nơi phải không, đi đi xong rồi mình để cái ngồi nhà di động này một chỗ nào đó, rồi mình lấy chiếc xe hơi của mình đi tiếp tục đi chơi chỗ khác đó, nó tiện chứ còn hơn là mình đi nguyên chiếc xe, mà mình nguyên nguyên chiếc xe mà di động á thì hắn cũng bất tiện, nhà mình đã có xe hơi sẵn thì mình gắn chỉ là cái bẩn này thôi, bẩn này vô cái sau xe của mình, nếu mà mình đi chơi đi du lịch khắp nơi rồi á thì sau đó là mình sẽ mình thích đi nơi khác không cần cái xe di động này nữa, thì mình sẽ mình đậu cái nơi nào đó thì mình để một cái xe di động này, nó một một cái bẩn di động là cái nhà ngôi nhà di động này một nơi nào đó, rồi mình lấy xe hơi của mình đi khắp thành phố mình đi chơi đó, nó tiện ha các bạn, cũng căn nhà của mình. Gì hôm nay mình đi lên mình quay tại vì là định mua là mua nhỏ nhỏ thôi đó, mua vừa vừa phải phải thôi chứ cũng không có muốn là to tô bố, mà nếu mà mình đó nên vậy đó các bạn. Bây giờ cả nhà của mình đã coi hai, cả nhà của các bạn của mình đã coi hai 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 cái video của mình vừa rồi, đã mới mới quay lên đó, đã quay lên rồi đúng không? Thì nên là hôm nay mình sẽ đưa cho cả nhà của các bạn xem, nên là cái công ty thứ ba này nó là bán những cái bên gần này nó nhiều, mà coi trên trên mạng thấy nó cũng vừa giá vừa phải phải, lúc nào mua cái giá là nhiều rồi kể tiếp cho các bạn cùng cả nhà coi nè, giật mình luôn, nếu mà mua mua xong là nói giá là giật mình luôn, có nghĩa là một là mắc hai là rẻ. Định là mua cái này, định mua cái vừa phải như vậy, hai á là mua cái nhỏ xíu này nè, đây nó cũng tiện lợi, mình chỉ cần cái chỗ mình vô cái mình có giường ngủ rồi trong đó thôi, còn mình đi du lịch thì mình đi ăn nhà hàng cũng được, rồi cần gì nấu mình nấu, đâu có cần thiết phải nấu hay không đó. Cái này nhìn đây nè các bạn, nhìn có hình dung ra được, đây này. Nó không có to, nó không có to mấy, nhưng mà hắn thấy nó rất là dễ thương, nó rất là thuận tiện nha, đúng không? Đây nè, đó nhìn thì nó không có to mấy, còn cái bên kia nó to kìa, cái bên kia các bạn nhìn thấy không, nó rất là to, nó to như một cái chung cư vậy đó, nên là không có cần thiết, mình muốn đi chơi nó vừa tiện lợi. Đây mình muốn coi đây, định mua cái này nè, cái này nhỏ nhưng mà thấy nó cũng cũng tiện nghi chưa, mà nó nhỏ nhưng mà sạch sẽ nghe không, tủ này ô tiện nghi chưa cả nhà của các bạn. Đây Close. đây là cái bòi nước nè, rửa chén nè, nấu nè, rồi rồi đến tủ lạnh nè, rồi bàn nè, nếu mà cái này không thích cái bàn thì ghép cái bàn này lại, cái hai cái ghế này á, hai ghế băng này á thì xếp nó lại thành một cái nhà, à một cái giường ngủ đó. Tiện nghi ha các bạn, bây giờ mình vô cái này là ngồi thứ ba, à, công ty thứ ba này, nhìn tiện chưa, cái ngôi nhà này nó vừa vừa phải phải nha, nó cũng dễ thương mà cũng cũng tiện nghi nha. Để mở cái toilet này ra coi thì nè. Ôi trời ơi, tiện nghi chứ. Đẹp chưa? Xuyên. À, đó, các bạn ơi, nhìn vô nè. Cái giá xe này nó rất là mềm mà vô cái nơi này lót 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 ở dưới này, cái thảm rồi nhìn nó sạch sẽ, rồi nhìn có cũng tiện nghe chưa? Toilet của nó đó. Đẹp chưa các bạn? Đẹp không? Đây. Này có cái kính nè, trong nó có cái kính mình soi vô toilet của mình soi hết. Rồi mình đóng lại, gài lại như vậy đó. Có cái bẩn mình gài lại như vậy, mở ra gài lại bây giờ. Đi. Đây là cái tủ lạnh, cái bàn bàn ăn bên đó. Trời ơi, cái này công nhận thấy tiện ghê á.
nó nhỏ mà nhìn nó vậy, nó vậy nó sạch sẽ nghe, nhìn nó vẻ sang sang nha. Mình đang thích. Mình coi nếu mình mua được cái này thì mình mua nha. Cái này là mình thích này. Đây, mình ra mình gài cửa lại nè, mình mở cửa ra bằng cái này. Xong mình vô mình gài lại cái này, có người khóa khóa lại. Cái này nghe tiện này. 3.500 coi. Cái gì? Nếu mà 3.500 hả? Nếu mà cái này 3.500 mua liền. Rẻ dã man. Nếu mà 3.500 có giá ở đâu mà nghĩ. Họ để cái số đó thôi. Thiệt tuyệt vời quá ha nha, cả nhà cùng các bạn của mình. Và bây giờ mình lên đây, hồi nãy mình coi cái tầng, cái xe đó là 3 3500 nha, ER. Mình đang thích cái đó. Còn thì cái này như họ cũng, này họ cũng, cái này thì nó to hơn nè, cái xe thứ hai này nó cũng to hơn nè, bếp núc nè. Cái này thứ công ty thứ ba của họ nghe nó tuyệt hơn nha. Hả cả nhà? Đó. Xem tiện chưa? Ngồi thứ cái xe thứ ba này nè. Cái xe này nó to hơn cái xe nhỏ bên kia. Nhưng mà mình lại thích cái nhỏ bên kia. Tại vì đi đâu á, mình muốn đậu ở đâu nó cũng tiện hơn. Mình mua to, mua bự quá thì nó bất tiện. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là anh vô đây. Mình giờ mình quay qua bên này cho ta thử nó. Cái ba ba chín ba ba chín phòng này. Có phải ba ba để coi thì tiện chưa, tiện ha. Đó đây này, cái giường trong đó nha, mình không biết vô nhưng mà mình thấy mình quay ngồi các bạn nó thấy không, vô quay nó thấy vô trong không? Đó mình quay vô cái cửa sổ từ ngoài, quay vô thấy cái giường trống không? Đó. Quay vô như thấy gì vậy đó các bạn. Nhà mình thấy rõ. Tiện nghi ha. Đó. Nó cũng tiện nghi quá trời luôn á. Vô mình coi trong đó nè. Giá mềm. Giá mềm thì mình mua. Sao không có ai mở cửa cho mình chơi ta? Đây nè các bạn, nhìn vô cái nhà này coi thử nó là sao nha. Đó, nó trời ơi dưới này. Ô có giường hai tầng này các bạn. Giường hai tầng nha, bên này. Nè. Chu bếp, chu bếp. Nè, giường hai tầng này nghe tiện lợi nha. Tầng thứ nhất này các bạn. Giúp mình nhìn ra cái tầng thứ hai này. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai nè. Nếu mà mua cái ba này nó có em trẻ em rồi mình mua cái này nó tiện lợi nha. Đây, trời ơi cái bếp nè. Cái bếp của nó nè, cái bếp bằng bằng hồng ngọc nè. Rồi. Bây giờ mình quay vô đây nè các bạn. Trời ơi. Cái này cái công ty thứ ba nghe tiện hay. Nó làm bằng gỗ hết nè các bạn. Gỗ hết nè. Đây coi. Đó, vô toilet của họ nè. Đây. Trong này toàn là bằng gỗ, cái này ngôi nhà này cũng tiện lắm. Đây vô toilet mình bấm lại nó tiện chưa? Ngôi nhà đây trong này nó có tivi đầy đủ trong. Rồi đi ra coi nhà khác nha. Rồi, bây giờ mình quay cái ba nghìn chỗ đó. Coi. Công nhận tiện nghi vậy, có tủ có đồ đầy đủ nha. Cái xe này thứ hai cái này tiện nha, đẹp thiệt. Thôi bây giờ mình sẽ ngồi trên này mình đi coi cả nhà cùng các bạn mình ơi. Mình coi á thì ở ngoài á, cái ở ở bên ngoài thì cái nhìn cái nhà di động á, thì nó không có được đẹp không, nhưng mà khi mà vô trong á tự nhiên người ta thiết kế là mình thích dễ sợ luôn á. Mình nhập cùng các bạn, giờ mình vô mình cho các bạn cùng coi lần nữa. Đây nè, cái ngôi thứ ba này mình đang đang thích lắm. Ngôi mà hai cái tầng giường nè, tầng một nè, tầng tầng hai thấy không đó. Rồi đi vô đây thôi, bây giờ mình quay đến đây á,
cho cả nhà cùng các bạn cùng xem á. Thì đó, mình vô cái ngôi thứ ba này mình thấy nó rất là tiện, mà mình để mình nói chuyện với người bạn mình, nếu mình mua được cái này thì mình sẽ quay cho các bạn mình biết nha. Thôi mình xin chào các bạn tại đây nha. Đi 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 cái ngôi thứ ba này mình thấy mình hài lòng lắm. Rồi, hẹn gặp lại thì. Rồi bây giờ mình chào nha, chào các bạn cùng nhà mình. Đây ngôi nhà hai cái giường nè. Hai tầng nha, giường hai tầng ha. Rồi hẹn gặp lại. Cái video next tại video ok. Đi. Đi ra đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa lại. Hẹn gặp lại cả nhà cùng các bạn của mình. Rồi, cái video sắp tới. Hẹn gặp lại nha. Rồi. Này các bạn. Giờ mình thấy cái Volkswagen, cái Volkswagen có nghĩa là Volkswagen có nghĩa là nhà di động ha. Mà mình coi cái này á là nó có một cái đồ điều khiển. Ví dụ như cái điều khiển của nó, ví dụ như cái xe của bạn nó nằm ở trong một cái, nó đặt ở trong một cái bãi cát nào đó, mà khi mà mình chạy lên nó bị lún thì mình sẽ nhờ xe cẩu nó tới nó cẩu lên. Nhưng mà cái này nó không cần cẩu, nó có cái đồ điều khiển, mình tự điều khiển nó, tự nó chạy chạy như là cái mình không cần xe cẩu. Đó, ví dụ đó là mình tính đường xa đó. Nên là có thể là mình sẽ mua cái này. Mà bây giờ họ khóa rồi, họ chưa có mở cái chìa khóa này ra. Mình coi hai cái nhà di động bên kia á, bên kia hồi nãy á, cái nhà thứ nhất thì nó nhỏ mà nhìn nó cũng tiện lợi, thứ hai nó cũng ok, thứ ba thì mình rất là thích. Nhưng mà cái thứ tư này thì mình định mua cái này, nó hay hơn đúng không? Đến bây giờ là mình đang chọn cái thứ nhất bên kia thì nó nhỏ, cũng đầy đủ tiện nghi, nhưng mà cái thứ hai thì cũng được, nhưng mà cái thứ ba thì nó có hai tầng giường đó, nó làm hai tầng giường, hai tầng nữa. Rồi mình thấy chỗ ngủ cũng được, rồi đến cái bếp núc đồ gì ở trong đó nó thấy cũng tiện quá trời tiện luôn. Đó, cái thứ ba là cái này nè, mình đang chọn nó nè. Thôi thì thôi, mình sẽ đăng lên cho các bạn biết cái giá luôn nha, cái giá mua cũ là bao nhiêu luôn nha. Bây giờ thì chưa, bây giờ mình đang suy nghĩ nữa. Đây mình đi công ty là công ty thứ ba rồi. Cả nhà cùng các bạn của mình ơi, nhớ ủng hộ cho Minh Nguyễn đăng ký và theo dõi tiếp theo những cái video mới tiếp theo nữa nha. Chúc cả nhà cùng các bạn mỗi ngày nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc, và sớm vượt qua cái mùa corona càng sớm càng tốt nha. Hẹn gặp lại. See you next that video. Don't forget subscriber for me Nguyễn Organ. Okay, thank you very much. Cảm ơn các bạn cùng cái nhà của mình nhiều nha. Hẹn gặp lại.